Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, xe mô tô mang biển kiểm soát 74L114212 chở 4 thanh niên chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng vào xã Húc Nghì đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 74C05169 chở chạm đang dừng ở bên đường. Vụ va chạm đã khiến 3 thanh niên trên xe mô tô tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân đều có tuổi đời rất trẻ, sinh từ năm 2002 đến năm 2005 đều trú tại xã húc nghì huyện đắk rông tỉnh quảng trị ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện đắk rông đã có mặt để bảo vệ khám nghiệm hiện trường cũng như điều tiết phân luồng giao thông ngay trong đêm các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương